Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rót Android 4.1 trở lên. Các bạn vào Google Chrome. Các bạn search là Kingo Super User. Đây, cái chữ này nó ghi vậy nè. Các bạn cho là trang của appvn.com đó. Thì rót thì nó khi bạn rót máy xong thì bạn sẽ có được một cái quyền là administrator, là cái quyền này là quyền cao nhất để điều hành điện thoại của bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì với điện thoại của bạn. Điện vô đây, tải là ra cái hình này nè, Super User nè. Thì bạn vô thì nó sẽ hiện ra những cái ứng dụng cần root, cần sử dụng root. Các bạn bấm vô, bấm cho phép. À, mình đã cho phép hết rồi nha. Thì các bạn tải về là được rồi đó.